Hello Hoàng, xin chào cả nhà nha. Bộ này thì đã đắp sẵn rồi nha mọi người. Thì clip ngày hôm nay là mình sẽ vũ shape, vũ shape móng dài này nè. Thì vũ trong vòng dưới 10 phút là chuẩn nha mọi người. Còn mà ai mà nhanh nữa giống như cái clip này nè, mình vũ trong vòng khoảng 7 phút rồi. Nhưng mà là mình đã làm nhanh, cái tay mình nhanh thì mình vũ lẹ trong vòng 7 phút là quá nhanh rồi nha mọi người. Còn ai mà giỏi nữa đó, hoặc là ai mà làm nhanh đó, thì Hoàng nghĩ trong vòng 10 phút mình vũ cái móng lon nail vậy nè, trong vòng 10 phút là chuẩn nha. Rồi thì mọi người đừng có thấy mình làm nhanh đó mà giống như mình làm trên khách tay mình cũng làm nhanh, mình làm ẩu, không phải vậy nha. Tại vì mình làm nhanh là tại vì cái giống như cái quay của mình á, mình làm nhanh quen rồi mọi người. Bây giờ bắt mình làm chậm cũng không được. Bởi vậy á, mọi người phải tập. Giống như ai mà thích cái kiểu làm nhanh này của mình á thì phải tập nha mọi người. Phải tập giống như là hôm nay mình làm bộ tay này 15 phút đi, thì bữa sau mình sẽ rút ngắn lại làm 14 phút. Cứ vậy á, mà làm từ từ cái tay mình nó sẽ quen thì mình làm nó sẽ được nhanh nha mọi người. Chứ đừng có thấy mà mình làm nhanh rồi mình bắt chước làm nhanh rồi mà làm ẩu thôi, không phải vậy nha. Đó, mình bóp ra mình sẽ vũa nó dễ hơn nha. Nếu mà khỏi bóp cũng được mọi người, nếu trừ khi mà cái tay của người khách mà cứng dày á, mà giống như mình nghĩ là mình không có cắt được cái vũa, không có cắt được tay khách á, thì mình khỏi bóp, mình vũa luôn. Nếu mà tay khách mà mỏng á thì bắt buộc mình phải bóp ra, mình vũa nó dễ. Nhưng mà lúc mà mình vũa nhanh á mọi người, thì cây vũa shape á thì nó đừng có bén quá nha. Nếu mà bén á là 100% là mình sẽ cắt đứt tay của khách nha mọi người. Nên ai mà cây vũa mới á là mình phải bào cho nó mỏng từ từ rồi mình mới vũa nhanh nha. Nhiều khi mình xài cái vũ nhanh này nè, vũ nhanh vậy nè, mà cái vũ bén là mình cũng bị cắt tay khách hoài mọi người. Nên mình làm cho nó đừng có bén quá thì mình vũ mới được nhanh nha. Rồi bây giờ vũ cuticle thì cũng đơn giản thôi mọi người. Mình chỉ cần đi cho tròn cuticle là ok nha. Chứ đừng bao giờ vũ trên mặt móng nha mọi người. Đó, vũ cho nó ôm vô cuticle. Cái ngón cái là mọi người phải bóp ra nha. Mình vừa vũ mà vừa bóp hai cái khóe ra đó cho nó bột nó ra đó. Mọi người thấy hai cái ngón tay giữa không, thì mình sẽ bóp bên phải, còn ngón cái mình sẽ bóp bên tay trái nha. Thì cho hai cái khóe nó ra để mình vũ cho nó được tròn hơn nha. Vũ trên cuticle thôi nha mọi người, tại vì ở trên mặt móng mình đắp đã đẹp rồi, mình đắp nó đã smooth rồi, mình không có cần vũ đâu. Đó, mọi người thấy cái bột mà mình vũ ra không, ở dưới nó trắng trắng đó. Thì chút nữa mình cái vũ shape thứ hai đó, đây vũ shape thứ hai là cái lúc mà mình vũ lại đó, là cái bột đó nó sẽ ra, nó sẽ sạch cái móng nha. Chút nữa mình bóp phờ một chút xíu nữa thôi là cái móng nó sẽ sạch sẽ luôn nha. Đó, rồi để cái tay lên, make sure vũ một lần nữa cho real square nha. Đó mọi người coi đẹp chưa. Đó, cuticle tròn là ok nha mọi người. Còn ở trên là mình đắp smooth rồi. Rồi bây giờ buffer mình cũng làm nhanh nha mọi người. Buffer tại mình đắp đều rồi, mình không cần buffer nhiều đâu, mình chỉ cần buffer cho nó đều, cho nó ra mấy cái bột dơ thôi. Để cho lúc mà mình sơn á, để cho bột gel nó stay lâu hơn. Vậy thôi. Còn nếu mà mình buffer mà không có đều mọi người, thì mình sơn lên cái chỗ nào mà nó chưa có nhám á thì nó có thể chóc. Nhưng mà bởi vậy mình phải buff đều, nhưng mà buff sơ sơ thôi nha, miễn sao nó đều là ok. Rồi, bây giờ cái vũa đầu tiên nè. Bây giờ mình sẽ vũ vô nè. Cái này mình đắp nó đã đẹp rồi mọi người, nên mình chỉ cần vũ sơ sơ thôi nha. Chứ đừng có vũ mà ôm vô quá thì nó cũng mất thời gian mà nó cũng vậy à. Tại cái shape này là có sẵn rồi. Mình đắp bột, mình đắp ở trên cái móng mà mình đắp là nó đều rồi mọi người. Thì mình vũ nó cũng đỡ cực lại. Rồi, cái bàn bên kia thì mình vũ trong vòng 3 phút mấy nha. 3 phút mấy vũa với buffer chạy máy là trong vòng 3 phút mấy, thì tính hai bàn này khoảng 7 phút. Vậy là nhanh rồi mọi người. Cái đó là đối với mình thôi, tại mình làm quen nha, chứ mọi người cứ tập từ từ đi. Thì nói chung á, cái clip nào cũng hoàn ra mọi người cũng phải giống như coi để mình làm. Lúc gắn móng mình cũng gắn nhanh nè, lúc vũa mình cũng vũa nhanh nè. Rồi giống như từng cái chi tiết Hoàng hướng dẫn cho mọi người á, thì mọi người cứ cút kết ra rồi
À, mà thấy hay hay là mình thấy hợp lý cái nào thì mọi cứ học cái đó nha. Thì Hoàng chỉ hướng dẫn mọi người những cái mà mình làm nhanh để mình kiếm tiền, mình để mình bươn chải cuộc sống cho nó làm được ổn định một xíu nha mọi người. Chứ mình Hoàng không có chỉ mọi người những cái mà giống như mình làm chậm hay là mình kiếm tiền chậm này nọ, thì cái đó thì ít tiền quá. Hoàng thì Hoàng thích giúp đỡ mọi người để mình cùng nhau mình kiếm tiền nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vuốt cho ôm tròn kia đi con nè. Mấy cái này thì da của tay của mấy người khách này rất là dày nha mọi người, nên mình vuốt mình không có sợ bị đứt luôn. Mình vuốt quen rồi, mình chỉ cần đi cái máy vô thôi là nó tròn rồi, không có sợ đứt mọi người. Đó, mọi người thấy không? Mình vuốt mà bột nó bay lên quá trời mà nó tròn liền luôn. Đó, chỉ cần cái chỗ đó mình đắp đẹp rồi mọi người, mình chỉ cần ôm ôm vô thôi là nó sẽ tròn liền à. Đó, bóp cái ngón cái ra chứ đừng có để cho cái ngón cái mà ở không nha mọi người. Mình phải lợi mình phải xài hai tay của mình luôn, mình giống như mình phối hợp vậy mọi người, thì mình làm sẽ được nhanh hơn, mình đẹp hơn nha. Rồi bây giờ sẽ để cái tay lên nè, vuốt cho real square nha. Khách ở khu của Hoàng á thì thích thích real square lắm mọi người, giống như pony á thì cũng thích thật là nhọn luôn, còn vuông thì cũng thích vuông thật là vuông luôn. Đó, bây giờ mình sẽ vuỗ nè, để cái vuỗ từ dưới lên nha, để cho cái mà hồi nãy mình chổng cái tay khách lên mình vuỗ dưới á, thì cái bột cái chất dơ nó sẽ ra hết nha, nó sẽ skinny làm narrow cái móng tay của người khách lại liền. Đó, vuỗ từ để cái vuỗ từ dưới lên cho nó ôm sát luôn. Rồi bây giờ nữa mình bóp phờ nữa là xong nha mọi người. Bữa nào Hoàng sẽ ra một cái video để ra mình design cái bộ này rất là đơn giản luôn mọi người. Bộ này khoảng 150 đô. Mọi người xem video nhớ bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ kênh của Hoàng phát triển hơn nha. Hoàng cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người.